Dì ba đã bắt đầu di chuyển từ nhà anh ta rồi, khỏi nguy hiểm để đi bán. Vẫn là người em để làm xe ôm, vẫn là cái gánh cua đó như thường ngày. Từ xóm nghèo bên đây là huyện Bình Chánh. Cua nổi tiếng bữa giờ vì bán cua ngon ở Sài Gòn, mà bà cua bán ở 565 Nguyễn Trãi đây, là cái xóm nghèo của nơi dì ba đây. Hay xóm nhỏ túc vào trong bên huyện Bình Chánh cũ, và đây là bến xe quận 8 mới đi vô. Xóm nghèo ọt ẹp, nhà rất là nhỏ, đường xá cũng khó đi. Tới nhà thì dì ba cũng đang tất bật chuẩn bị, và có chị hàng xóm nữa đang phụ giúp dì ba. Hôm qua hôm kia gì hả, mấy người nói là dì ba bị ở trên phường, ở trên quận xuống người ta đuổi đi hả? Cái đó không biết, dì ba không thấy. Có không? Không ai, người ta đâu có đuổi đâu. Người ta có nhắc nhở không? Không. Dì bên kia nó ghét á. Rồi thì người ta không biết có nói cái gì không, mà công an thì nó xuống không, nó không nói, không nghe nói gì trơn á. Vậy thôi, cũng người ta nói xe cộ để nhiều đó, không là mất an ninh trật tự với ồn ào á hả, kẹt xe á hả? Chật xe thôi chứ không có gì, anh định không có nói. Rồi có ai nhắc nhở hay là đòi đuổi đi không? Không, tại vì bên kia nó nói già lắm nữa. Bên kia là bên nào? Má bên gì ba ngồi đầu tiên à, là mấy đứa đó cũng mà phụ đồ này kia nọ, mà tụi nó không biết nó có nói gì không, giờ đâu biết, thì nghe người ta nói lỡ thôi. Dạ. Chứ nó đúng dài này thì bà không biết. Dạ. Để thôi chứ, còn xe cộ thì để thùng lum thì tất nhiên là
công an nó la thôi. Dạ. Chứ gì ba đâu có làm gì đâu mà đuổi gì ba. Tôi báo nó đâu mấy chục năm rồi mà. À. Mười mấy năm rồi. Dạ. Bữa nay mua nhiều cua vậy gì ba? Anh bán được có bán mà không bán ít thì người ta ra người ta lại mua không đủ người ta ra. À. Còn bán nhiều thì cũng hết. Dạ. Chị ba sao người ta hay hay nói là gì ba bán cua mắc vậy? Cua mắc là tại vì mình mua thì mắc thì phải bán mắc rồi. Nhưng mà mua 300 luôn mà bán 600 vậy? 300 bán 600 mà mình trừ ra là dây nhợ mấy chục ký luôn. Rồi lót nào nước nôi nữa. Mình hấp dây là nó phải ra nước. À. Vậy nó mất số ký vậy đó. Dạ. Một nồi đó là một. Hai nồi nữa. Ủa gì ba? Là cái nồi cái bếp này mới mua hả? Nào sâu đó mới mua đó em. Mua. Mắc tiền không? Cái đó nó mạnh đặng mà nó mau chín á. À. To hơn nhiều. Rồi. Mua 60 kg thôi mà bán không hết thì sao? Hả? Lỡ bán không hết thì sao? Không bán hết. Hết. Không đủ luôn. Bán nhiều à. Người mà có khi da không có cua tao bán. À. Người ta đều vô đây mà dì ba đâu dám cho. Dạ. Biết sao không? Nhà nhỏ giờ hấp nhiều tùm lum la. Người ta vô tùm bố dối. Đến mình đâu có dám bán. Vô luôn. Lỡ bữa mà phường rồi nó đuổi hoặc là người ta không cho ngồi đó vì đông quá thì sao? À thì lên kia. Hả? Lên kia mà không sao đâu, không có ai đuổi đâu. Sợ nó quá. Nói vậy. Giống như em là em lo gì đó. Nó nói vậy chứ tao không có đuổi. Rồi, người ta đồn ác ý thôi đúng không? Không có ác ý cái đó là thiệt luôn. Chứ gì ba giao quải đâu có thấy ai nói gì đâu. Ừ, sao gì ba bán nhiều dữ gì ba? Thì đó cũng như là gì ba, không phải là gì ba ăn không phải là muốn gì. Cũng như ba bán để mà kiếm cái số tiền đặng mà trả nợ cho người ta. Tại vì ba túi nợ nhiều lắm. Gì ba mà cái nhà này cũng nhờ đi mượn nợ đó mới có được cái ngôi nhà này. Đó vậy đó. Chứ không mà bán cho có tiền nhiều để mà ba gì đặng mãi sao ăn thua nhất là cái trả nợ. Dù ba gì ba mà có trả nợ xong rồi đó. Bây giờ dì ba chút bán chút đỉnh mà kiếm tiền để ăn sống qua ngày là được rồi. Yeah. Ăn giàu. Yeah. Mình 70 tuổi còn được mấy năm nữa. Yeah. Mà tới trẻ mà mua cua không được người ta chửi gì ba không? Có nhiều người lắm mà không có chửi. Còn cái khăn xanh xanh nó đâu rồi má? Chưa chín còn tí xíu nữa. Thủ lĩnh. Thủ lĩnh, còn cái khăn xưa khăn xanh thế đó nữa đâu thôi. Tao không biết. Để đây cho bà nè, để bà ngồi không có chơi nè. Bữa giờ bán ngồi có đau bệnh không mà thấy khùng khùng lưng rồi. Hả? À, không có á, hôm qua tại vô muối á. Tao ngồi đây trời ơi, tao nhức lưng quá trời, tao vô. Hôm qua vậy mà nhức rồi trời. Vô muối rồi nghĩ không ngồi khung khung vậy nè. Bán hết hàng nhanh rồi tối về ngủ có khỏe, có yên giấc không gì bà? Yên. Bớt lo. Bớt lo. Cũng như là quậy mấy đứa mà bán chung á, mấy đứa mà bán mình cho dì ba đó. Cũng như thí dụ dì ba bán, cái lời cũng nhiêu đó, là tụi nó trả nợ cho dì ba. Dạ. Yeah. Chị Thúy với lại chị Bảy đó hả? À, là tụi nó tính cũng như là nó trả dùm cho dì ba đỡ đó phải không? Dạ. Yeah. Nó nói nếu mà đủ á, thì nó lấy tiền nó trả cho dì ba, còn nếu mà thiếu á, nó cho dì ba mượn. Dạ, yeah. Không tính lãi hả dì ba? Không. Tốt dữ vậy. Đúng rồi, mà chị nó tốt thiệt. Nó không mà lời một đồng bạc đó nha. Mấy yeah. Cái cô đó rồi nó bán hụi. Chơi hụi hốt ra một số tiền rất là lớn. Trả hết cho bà ba luôn. Rồi bắt đầu trả vốn lại cho ba. Trời ơi. Mình thứ nợ là quá. Mình nói mình thứ nợ sao chứ mình giống nhiều quá không. Vì ba ấy bớt á. Tại nó thật là ba đi. Tao thiếu hả thiệt đó. Tại mình biết hết là bao nhiêu. Không biết sao không. Vì ba bán thiếu là tại gì nè. Cũng như mấy lúc trước mà bán cua ế đó. Là cũng như ế được cái mượn tiền đập vô. Đó mượn tiền đập vô tiền vốn. Rồi cái bán ế, cái bữa nào đắt thì đỡ, còn bữa nào ế thì mượn tiền đập vô. Vì cái chỗ đó đó mà dì ba mới thứ nợ.
nó như vậy đó. Còn nhà này gì ba kết cái việc ba cũng mượn nợ. Mượn nợ làm. Nợ cái nhà này gần 100 triệu. 80 mấy triệu. Từ lụng cụng là cũng 100 đi. Nói vậy á. Đang bưng cua xuống. Để cái này lên. Bán được nhiều cua á, dì ba ra đường thấy sao? Người ta nói sao không? Dì ba. Con kêu sao dì ba? Thôi rồi, bữa nay dì ba lên mại rồi. Tao đây. Người em rể của dì ba đây. Đóng vai trò xe ôm. Bữa nay mình chở một phần ra trước để bán trước hả chú? Đúng rồi. Bữa nay chở ra trước tại khách nó quậy đông quá đó, mình chở mới ra đông trước. Quậy đông hả? Đúng rồi. Còn 31,7 kg. 31,7 kg tổng hết luôn bữa nay. Là mua 65 kg mà trừ cho 68 68 kg tổng trừ 25 kg dây á là còn 43 kg. 43 kg bây giờ hấp xong là còn có 31,7 kg hả? 31,7 kg đã làm xong rồi, giờ bỏ bì vô với lại bỏ mối vô vô này để đỡ. Chặt cứ để luôn, lát nó tuột cho nó về dưới hết.